xế chiều nhạt miệng. Chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Bị cư dân mạng tố cướp chồng, Minh Hằng nói gì? Cuộc tình 6 năm của Minh Hằng vừa qua đã bước sang một trang mới thật đẹp bằng đám cưới lãng mạn bên bờ biển, trong sự chung vui, chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Mặc dù thông tin của chồng sắp cưới đã được lan truyền trên mạng nhưng Minh Hằng vẫn muốn dành sự tôn trọng cho nửa kia vì biết anh không thích sự ồn ào. Quan tâm quá đà từ người ngoài nên cô đã dặn dò khách mời không đăng ảnh có mặt chú rể lên mạng xã hội, đồng thời chỉ đạo lễ cưới với an ninh được siết chặt nhất có thể. Trong những lần tiết lộ hiếm hoi về người yêu, Minh Hằng từng bật mí, người yêu, giờ là chồng hơn cô 10 tuổi, là người có ý chí, bản lĩnh. Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu từ tình cảm bạn bè, thường xuyên gặp gỡ mới nảy sinh tình yêu. Vừa kết hôn không bao lâu, mới đây, hôn nhân của Minh Hằng bất ngờ vướng vào ồn ào. Cụ thể, khi đang bình luận dưới bài đăng của Nu Phước Thịnh và nhắc lại kỷ niệm trong tiệc cưới, Minh Hằng bị một cư dân mạng chỉ trích, cướp chồng người ta làm chồng mình nên mới phải giấu danh tính. Bức thư của chị vợ người ta gửi đến mà giả vờ nai tơ không biết của ai được. Minh Hằng đã không ngần ngại đáp trả lại bình luận công kích của người này. Bớt suy diễn, động thái của nữ ca sĩ kiêm diễn viên lập tức được dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình thông qua lượt thích, thả tim cao. Bức thư được nhắc đến trong bình luận của dân mạng cũng đã từng được chính Minh Hằng đăng tải lên trang cá nhân cách đây vài năm. Bức thư có nội dung chỉ trích nữ ca sĩ kiêm diễn viên là người thứ ba. Đồng thời người viết còn dùng lời lẽ đe dọa sẽ phá hoại sự nghiệp của Minh Hằng nếu còn tiếp tục dây dưa với chồng mình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc Minh Hằng đăng tải bức thư lên chính trang cá nhân của mình là động thái phủ nhận tin đồn tiểu tam sắc bén nhất. Bên cạnh đó, do bức thư không để tên người nhận nên có thể đã đi nhầm địa chỉ. Đây không phải lần đầu tiên Minh Hằng ra mặt phản bác những thông tin sai lệch về bản thân mình. Trước đó, khi bị đồn đoán cặp kè một doanh nhân đã có tuổi và có gia đình, bé heo lập tức lên tiếng, nói như đúng rồi, chị ở dưới gầm giường nhà em à. Thank you.